đụng tới Julio và Antonio của tao không hả? Không được đụng vô đồ của tao, đồ dơ bỏ. Đồ dơ bỏ? Cái đồ đáng ghét. Buông mình ra. Mọi người ơi, cả nhà ơi, con này nó ăn trộm đồ con nè. Mình không phải ăn trộm mà buông mình ra. Mày ăn trộm chứ ai ăn trộm? Không phải đâu, không phải đâu, cái này là em gái chị mà. Chị đi ra, chị đứng lại tôi hả? Là chị, chuyện gì vậy con? Nó ăn trộm đồ con á. Con là ai, sẽ trong nhà của chú? Dạ không phải đâu chú, cái này là em gái của con á. Nè, sao mày dám ăn thịt sườn của tao? Mình chỉ ăn có 2 miếng thôi. 2 miếng gì mà 2 miếng? Có 9 miếng mà mày ăn hết 2 miếng thì còn gì đâu tao ăn. Vẫn còn có 7 miếng mà. Một mình tao ăn 30 miếng còn chưa đủ nữa. Mày có biết tao thích nhất là ăn thịt sườn không? Thứ tao thích nhất trên đời này là thịt sườn, mày có biết không? À, đâu mà Mình xin lỗi. Mày xin lỗi hả? Mày nghĩ xin lỗi là xong chuyện hả? Ok, vậy bây giờ tao lấy bất cứ thứ gì của mày á, sau đó tao nói xin lỗi là được đúng không? À, đưa cho tao. Đưa đây. Đưa đây á. Không ạ. Không được, cái đó là của chú Julian đưa cho. Không, mày buông ra chưa? Cái này là của chú Julian. Mày buông ra chưa? Mày đang làm tao đau đó. Chú Julian cho mình mà. Mày đang làm tao bực không? Mày có biết tao là cái gì trong nhà này không? Tao là má thiên hạ trong nhà này đó. Nhìn tao gì móc mắt bây giờ. Tránh ra coi đồ dơ bẩn. Có chuyện gì vậy? Em sao vậy? Em bị sao vậy hả? Bạn cho mình mượn cái nhà búp bê trong phòng bạn được không? Cái nhà búp bê em chổng hả? À, mượn một lần thôi cũng được. Mày có hứa mượn đúng một lần không? À, chỉ một lần thôi mà. Chỉ một lần thôi, chỉ một lần thôi. Mày là má tao hả? Biến đi nghe chưa? Dạ. Mày mà còn rình rập nữa tao bứt hết tóc của mày á. Ồ, sao tự nhiên em xô Tâm Anh? Cho hỏi phải nhà của cô Tâm Anh không? Đây là nhà của cô Tâm Anh. Tôi là Tâm Anh. Cô là ai? À, tôi là Tâm Ý. Tôi muốn gặp quý cô Tâm Anh. Vậy xin mời vào. Hôm nay cô tới đây có chuyện gì không? Tôi đến để chết cô Tâm Anh nè. Ủa em làm gì vậy? Hai người đi ra ngoài chưa? Dám ăn cắp thùng của tôi hả? Ủa cái này đâu phải ăn cắp đâu, cái này là đồ bỏ mà. Đồ bỏ gì mà đồ bỏ? Cái này của chị mà. Không đi đúng không? Đi ra chưa hả? Chui ra chưa? Nhà của Tâm Anh, nhà của Lâm Chi thì có. Được bỏ không mong cho mấy người đâu. Tâm Anh, hay là chị em mình chơi cái này đi. Đó là cái gì vậy chị? Cái miếng này ở trong thùng xốp hồi nãy nè. Nè, nó kêu nghe dư tay vậy ha. À? À, hay là hai chị em mình thi coi ai bóp nhanh hơn nha. Dạ.
Bắt đầu nha. Dạ. 1, 2, 3. Cô Tâm Anh bốc nhanh ghê ta. Nhưng mà tôi cũng bốc nhanh hơn cô Tâm Anh nhiều. Ủa tao. Cái này của chị mà. Cái này là đồ bỏ mà. Hả? Đồ bỏ gì mà đồ bỏ? Mệt ghê. Cái gối hả? Cái gối chết. Em làm cái gì vậy? Làm té sấp mặt luôn nè. Ủa chị ơi, chị làm cái gì vậy? Chị đang làm đồ chơi mới cho Tâm Anh nè. Xong rồi nè. Tèn tèn. Bây giờ xem lại nha. Xuất sắc thịt xương. Bây giờ hai chị em mình chơi cờ cá ngựa nha. Mấy cái đồ đáng ghét đó đang làm gì mà ồn ào quá vậy ta? Hết hồn trời. Nó nhỏ này ăn trúng gì vậy trời?